Rồi, đầu có video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Hôm nay hai anh em Tùng với lại Hải cả nhà luôn. Hai anh em có cái chuyến trải nghiệm đi săn bắt đêm cả nhà. Thì có cua có cá có gì để Tùng quay và chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Hôm nay thì đi cái hướng dưới Sóc Vàm cả nhà. Hy vọng hôm nay mấy anh em sẽ đi vô cái gò tre trong đó để tìm kiếm cá thò lò biển, cái này cái kia rồi đó bắt. Quay cho cả nhà cùng xem nha. Nói chung ra thì trời cũng chuyến mưa nữa vậy cả nhà. Hai anh em đi tới đây thì gió là lạnh này. Rồi bây giờ thì Tùng mời cả nhà trải nghiệm theo hai anh em để đi săn bắt cá cua gì đó cả nhà. Có gì quay ba quay cho cả nhà cùng xem nha. Thì một em thò lò bự nha cả nhà. Ở nhà thấy không? Mày. Chà bá nện. Con chà bá luôn Hải ơi. Thò lò. Thò lò cách xì luôn nha. Nãy giờ mấy anh em cũng được mấy con nha cả nhà. Đó. Bắt kia thì không có chỗ để. Ôi bắt chi. Không ăn bữa nào đi sâu. Mấy anh em sẽ luồn luồn trong cái đám bặn này. Tìm kiếm bắt kia. Ủa. Tìm kiếm cá thò lò biển nha. Cá thò lò biển ở đây thì nó bự bự lắm nha. Rồi tới cái con kế tiếp thì Tùng sẽ chia sẻ cho cả nhà xem nha. Tùng phát hiện con cá thò lò bự. Ê hai chặn đầu hai. Đó. Bên kia. Đâu? Đây nè. Nó mới chạy vô đây nè. Ở đây nhảy đâu rồi? Ồ nó leo lên trên. Leo lên trên gò rồi. Bự con leo lên đó nhà. Leo lên trên cái lùm trên này nè. Rồi bỏ đi. Đi tiếp cái con khác cả nhà. Em nó chừa giáo chạy nhanh quá lên gò. Chú lết thì nó lên gò hay ta. Con gì vậy? Hay quá. Rồi, tiếp tục cả nhà. Phát hiện cái dấu con cua nó bấm nè cả nhà, trong cái hàng cá thò lò nha. Ngắt nè. Cua có nha. Ngắt nè. Cua có nha cả nhà. Này coi khó làm ăn. Biết nó ngoẹo hả? Xuống không biết. Cua này nó xuống đó rồi, nó quẹo ở đây. Phải không ta? Quá ăn cua chắc xuống như hàng này.
quần nhà gì bò quay đây. Ồ, chúng đây vậy. Bấm luôn một cái đi. Đây cái nhà. Sắp ngồi đây nè. Quay xuôi xin lên. Một em nó trốn cổng rồi nha. Đó. Cầm mày. Con khá bự nha. Ui. Đây. Đấy luôn. Để thiết nha. Đúng quá. Đây, con cá bá nè anh nha. Rồi, vô. Tiếp tục cái nhà. Đây cái nhà. Đụng. Đạp rồi cái đầu chùi lên luôn. Đây cái còn nhà. Khủng nữa này nha. Còn khủng nữa. Rồi. Tiếp tục cái nhà. Ừ. Này cái nhà. Phát hiện hang cua. Mà đây đồng dưới. Cua này dù đây chứ nó đi đâu. Khá là im luôn cũng được. Kéo con bé này. Đó. Đó. Trở lên. Khá là im nha. Bố nãy giờ mà không đi ra ha. Đừng có cặp hay gì nè. Cua tháng này cũng nguy hiểm. Nhưng mà hai bậc. Đang cắn không gã rồi, đừng có cặp mấy cái nè. Cũng khá nghi nghi nè. Nhiều bên đây rồi trên kia nữa mà. Đúng tùm lum tùm la. Không rồi. Nhỏ, cua không có cặp à. Hử? Con này lặn mấy. Một cái. Đực, đực. Rồi, không có cua nè. Không cua cái nè. Đây nè. Trời, qua đây trời. Bố quá trời. Bối ra. Cua nó cũng biết ngọt. Cù lét nó ngã vậy. Bây giờ được ký cá thò lòi cho. Quên luôn. Đây. Chắc này cũng được gần ký à. Chưa thử không? Đặc sản đó. Đặc sản. Rồi. Tiếp tới ngày. Phát hiện thêm hang cua đấy nha các bạn. Này dấu bấm 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 là có dấu. Bấm gì con này. Con cua này nó da quá. Dạ rồi. Cua nó bỏ đâu rồi? Kìa. Có cái nhện bỏ đây nè. Nó bỏ đây nè. Đó chui hang đó đó mày. Hang này không? Không phải luôn đó. Để từ từ coi 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 dấu nó. Nó bỏ đây rồi nè. Rồi nó bỏ đây nè. Bỏ đây nè.
đây cả nhà, dấu bò xuống đến từ trên đó đó, từ trên cái cây đó đó xuống tới cái dũng dưới đây nè. Đây tí nữa bỏ con cua thấy không, đánh dấu là bỏ con cua thấy không. Rõ vàng bò theo cái chiều thương của nó đấy. Con cua nha cả nhà, cua bò nè, đánh dấu nhú đã đời mới được con cua đó. Bố dưới đó này kìa, tập lum nha cả nhà. Này còn có khác cái gì nè, nè sao kìa, nó nhỏ nữa kìa, biết đâu giờ nhặt tối rồi. Cua đêm cũng cực thế, cua ngày nó cũng cực, con nào cũng cực, cực khó nó cực luôn. Cả nhà xem thấy hay thì cho mấy anh em mình xin một like nha, và một đăng ký nữa cả nhà, để có cái động lực ra video nha cả nhà. Mũi qua giờ mũi, mũi đây dữ dằn lắm. Mấy anh em mình đi đi một hôm rồi, dạ thợ không kịp nữa là xong luôn hả? Lẹ thấy ghê thiệt chứ, cua đêm này nó lẹ ghê lắm, làm không lại nó là thua nó luôn. Dạ ngủ chân, ngủ kinh điển này cả nhà. Ông đi tiếp cả nhà, gặp cua luôn cả nhà, mở quay giờ gỡ mày sao không gỡ cua dữ luôn không ấy sao, gỡ ra từ từ chứ giờ sao vậy, xe lại nó lưới, lưới tao thả mà gì, lưới tao thả, tao thả lưới từ canh của cái hang cua này nè. Thả nào? Trời, tao thả hôm bữa tao với nhóc đi á, bữa tao thả tao quay clip đây luôn nè, mò xuống đây được con cá chẽm dính lưới nè, cá chẽm nhỏ. Cua này cái hang thằng nắng nó đùng mà nó đi ra đây nè, nó mang nó ôm con này ra đây nó dính rồi. Hên thăm ta lưới này dở tới nó nặng nặng, cái gài ta lưới ở dưới dũng là chính cua nha cả nhà. Bữa hai cái xuống thăm, bữa hai xuống thăm thì cũng được con hay con cua, nói chung ra cũng được. Gỡ cái con này ra cái một cái nó sẽ ra sao,
máu cứ ngắt luôn cả nhà. Cái dính nhiều quá, một cái dính ít. Ôi giời, hai con luôn, hai con. Đây cả nhà. Em hẹn con cá thằng rồi trong đây nè. Trời, nó đang trốn nè, đút máy vô. Thấy chưa? Ồ. Cá trồng hết. Cá bá nợ luôn. Rồi, tiếp tục. Xuống. Rồi. Đây. Tùng mình đang đau cái thằng cua, cái mình quay lại mình thấy con cá nằm đó. Hên được khi hai con luôn á, cua với con cá luôn á. Mới bắt trên thuyền con cua. Đây coi chừng khi làm đây được con nữa nè. Bộ hai cũng thấy cái bò ngu quá. Nó có lý lắm á. Ôi da quá. Da. Ủa, cái da nó bò đó, nó đúng. Cái nhà. Anh Tùng mình đi ra anh thấy cá chui vô hang. Chú đạp một cái. Nó bắt đầu nó thọt cái giò, bắt đầu nó đụng cá rồi. Mình thở trên bờ như cái nhà. Mà quay đó không biết. Cái nhà thêm thấy không? Nó đi đâu luôn rồi thấy ơi. Kìa. Đây cả nhà. Dễ gì mà chạy được. Chà bá nè. Đây cả nhà. Chà bá luôn. Rồi. Tiếp tục nha cả nhà. Này vô à, vô kèo. Vô kèo rồi. Vô. Tiếp tục nha cả nhà. Rồi, bây giờ về thì Tùng sẽ quay thành quả nha. Hôm nay thì hai anh em đi sôi được một mớ cá thò lòi nè. Đó. Với được ăn mới cua. À, cua. Còn cua. Gì? À, cua được mới cua nè. Khá là im nha. Cái nhà xem video thấy hay thì ủng hộ cho mấy anh em mình nha cả nhà. Cho mấy anh em mình thì một đăng ký, một like nha. Có động lực cho video. À, bây giờ thì tôi còn xin kết thúc cái video luôn nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo.